Anh em thông cảm giúp mình nhá. Mình mới vừa bê cái bàn vào trong nhà anh em ạ. Ngoài trời vẫn đang mưa rơi rơi, thôi chơi luôn đi. Mình hát được bao nhiêu thì hát. Tại vì có thể dính một quyền. Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu. Cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trằn trọc đêm thâu. Xin chào anh em nhá. Đợt này thương hiệu âm thanh IV Audio lại cho ra một cái mẫu sản phẩm mới nóng hổi luôn. Thế là mình phải trải nghiệm ngay để xem là nó như thế nào anh em ạ. Đấy, bên trong cái hộp hàng này sẽ có những cái món như sau đây. Mình cũng chưa rõ là nó có những món gì. Bây giờ ấy, mình sẽ bóc ra từng món rồi sau đấy mình soi chi tiết luôn cho anh em xem. Cái này khả năng nó là cái bộ mặt đúng luôn anh em ơi. Đấy, bộ mạch này. Đây á, nó là một cái bộ mạch âm thanh có tích hợp karaoke hệ 2.1, công suất lên đến hẳn 400W luôn. Ô, cái này bị bung mất rồi. Thôi kệ nó đi, mình cứ bỏ hết nó ra ngoài trước đã. Còn cái này nữa, không biết nó là cái gì đây. Mà nhìn sơ qua thì nó cũng là cái mạch ấy. Đây rồi, nó là một cái mạch điều chỉnh có đến 1, 2, 3, 4, 5, 10 cái núm vặn luôn. Tiếp đến là gì đây? À, cái này chắc chắn 100% là cái mặt điều khiển rồi anh em ạ. Cái này không lẫn đi đâu được luôn. Đấy, shop đóng gói kỹ càng chưa? Mình rạch phát ở đây nữa. À, ra ngay. À, có đến hai cái à. Một mặt đằng sau và một mặt ở đằng trước. Cái này mình thích đặt phía trước thì đặt, còn thích đặt phía trên thì đặt. Tùy theo cái sở thích của mình thôi. Cầm vào nó nhẹ lắm. Và chứng tỏ cái miếng mặt trên hoặc là mặt trước này á, được làm bằng nhôm. Cỡ này thì nó phải ngoài 1 ly, 2 ly ấy. Đó, anh em thấy này. Thôi thì anh em chờ mình tí đã, để mình lấy luôn cái thước là mình đo cho nó chính xác. Thông tin, thông số nó cứ phải là rõ ràng đi, cho nó dễ. Đây, mình có cái thước đo này. Để xem là nó dài khoảng bao nhiêu. Đúng luôn, 2mm. Còn đây là miếng điều khiển mặt sau này. Thì mình thấy là nó nặng đấy. Tuy mỏng thôi nhưng mà nặng lắm. Và chứng tỏ cái miếng này được làm bằng inox rồi. Mình cũng sẽ đo luôn để xem độ dày của cái mặt điều khiển mặt sau này nó là bao nhiêu mm. Đó, chính xác là 1mm. Để xem là trong cái hộp này còn gì nữa hay không đây. Tạm thời mình sẽ bỏ hai cái miếng mà điều khiển này sang một bên để cho nó đỡ bị chảy xước ấy. Nó mà chảy xước phát một thì thôi luôn. Nhìn trong nó sẽ mất thẩm mỹ ngay. Thì là mình cứ phải cẩn thận một tí. Có cái này không biết nó là cái gì đây. Anh em chờ mình tí nha. Mình bóc ra luôn. Cái này đúng ra là mình phải bóc ngay từ đầu nhưng mà thôi. Tiện đây mình quay luôn từng chút một cho anh em thấy rõ. À, cái này nó là cái mạch kết nối với guitar và micro có dây này. Như lúc đầu ấy, mình có nói là đây ấy, nó là một cái bộ mạch âm thanh có tích hợp karaoke. Và nó là hệ mạch âm thanh 2.1, công suất lên đến 400W luôn. Tại vì ở trên chiếc mạch này á, chính xác là ở ngay phía dưới miếng nhôm tản nhiệt màu đen này, nó sẽ có hai con IC, hay là mình cứ gọi là chip đi cho nó dễ. Chip khuếch đại âm thanh Class D có tên là TPA3221. Cứ mỗi một con là nó đã có công suất lên đến 200W rồi. Nên là tổng công suất của cả hai con luôn thì nó rơi vào 400W. Thứ còn lại ở trong cái hộp này là vài sợi dây điện này. Mình thì quen gọi bằng cáp rồi. Anh em thông cảm giúp mình luôn nhá. Đây là những sợi cáp kết nối để có thể kết nối những cái thành phần mạch này lại với nhau. Còn đây nữa, có một số cái núm chiết áp này. Thì mình thấy có hai loại chính. Thứ nhất thì nó bóng lưỡi như này đây. Còn loại thứ hai thì nó sẽ vân vân, nó nhám như này. Khả năng cao á thì cái núm vân vân này thì nó sẽ nằm ở cái bảng điều khiển mặt sau này. Đó. Tại vì nó chỉ có đúng một cái thôi. Đây là khả năng cao, nó sẽ nằm ở vị trí này. Chắc chắn 100% luôn. Còn lại là gì đây? Là một gói ốc vít để có thể kết nối tất cả những thành phần mạch cũng như là cái bảng điều khiển kia lại với nhau. Còn đây nữa. Cái này nó là gì ta? Mình thấy có hai cái hộp nhựa này. Hai hộp nhựa này khả năng cao dùng để cách ly mạch khi mà kết nối vào hai cái bảng điều khiển kia rồi. Kiểu như để cho nó kín hơi ấy.
À, anh em nhìn này, anh em có thấy nhận ra rằng là hai cái miếng này được tạo ra từ thứ gì chưa? Đó, mình chắc chắn là anh em đã biết được á. Hai cái miếng này được tạo ra từ máy in 3D rồi, tại vì nhìn vào những cái vân vân này, này trông quá là quen thuộc luôn anh em ạ. Đó, hai cái thành phần nhựa được tạo ra từ máy in 3D. Còn gì nữa hay không đây? Đây là một gói có những cái nút nhấn bằng nhựa này, cổng DC này, có công tắc nữa. Còn cái con tụ này mình chưa biết dùng nó để làm gì đấy. Con này nó có thông số là 220 microfarad, mức áp chịu đựng là 16V này. Để tí nữa mình sẽ nghiên cứu sau đi. Còn gì nữa không nào? Đây nó là một cái cổng cấp điện 220V. Và cuối cùng là một cuộn mút xốp này để có thể dán vào những cái thành phần hộp nhựa cũng như là mạch điện để khi ấy mình kết nối nó vào cái bảng điều khiển này để nó có thể kín hơi hoàn toàn luôn. Hoàn toàn 100% thì mình không dám chắc nhưng ít nhất thì nó cũng phải được gọi là 90%. Tại vì anh em biết ấy, một khi mà mình kết nối những thành phần ngoài ấy, điển hình như là mạch này hoặc là những thứ khác vào một cái thùng loa mà nó không đảm bảo kín ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến giải bass này cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng âm thanh luôn, nên là mình cần phải làm sao đấy cho nó đảm bảo được cái độ kín hơi ấy, thì nó sẽ tốt hơn. Cứ thế là mình vào thẳng luôn hai ba cái bộ mạch này. Đầu tiên á thì nó là một cái khối mạch này có một cái núm vặn để xem là có ghi rõ nó dùng để làm gì hay không đây. Cái này thì nó sẽ đi vào cái bảng điều khiển phía sau, nó là như này. Vậy thì cái núm volume này á, mục đích của nó là để chỉnh âm lượng của guitar này, lỗ mic này. Còn đây là cổng 3.5 AUX, có luôn cả cổng tai si ở đây. Theo như thông tin mà mình đọc được ở bên trong bán hàng á, thì với cổng tai si này mình có thể dùng để đọc được file nhạc ở trong thẻ nhớ hoặc là USB luôn, cũng khá là tiện đấy, dành cho những anh em nào mà thích nghe nhạc bằng file có sẵn trong thẻ nhớ hoặc là USB. Còn với cái mạch thứ hai này thì nó là một cái mạch có những cái núm vặn điều chỉnh này để xem là nó có thể điều chỉnh được những gì. Thì bây giờ mình sẽ gá tạm thời nó vào cái mặt điều khiển to to ở đây. Thì nó sẽ có hai phần này. Phần thứ nhất là chỉnh cho âm nhạc, thì sẽ có volume nhạc này, bass, chép. Còn nguyên cái hình chữ L này là ngược này thì nó dùng để chỉnh cho hệ karaoke, có âm lượng của micro này, bass, mid, chép và có cả hiệu ứng reverb này, echo và delay. Còn các nút nhấn bên này ấy, thì anh em cứ nhìn vào là biết ngay cách dùng luôn. Nó có tùy chọn chế độ này, rồi sáng bài, lôi bài, tạm dừng. Đó, còn đây là các cái đèn báo trạng thái hoạt động thôi. Mình thấy đây tuy nó chỉ là một cái mạch điều khiển thôi nhưng mà nó có hẳn đến ba con IC luôn anh em ạ. Cái con nhiều chân này nó có tên là gì đây? CD4067. Còn với hai con nhỏ nhỏ phía bên tay phải này, hình như là nó có tên giống nhau luôn hay sao ấy. Đúng luôn này. Tên của nó là 74HC595. Như lúc đầu ấy, mình có nói đây nó là một cái bộ mạch âm thanh hệ 2.1 có tích hợp karaoke và nó được trang bị hai con chip khuếch đại âm thanh Class D là TBA3221 đấy, nằm ở ngay phía dưới miếng nhôm tản nhiệt này luôn. Thì cứ mỗi một con TBA3221 á thì nó sẽ có công suất là 200W này, nên là hai con thì coi như tổng luôn á là sẽ cho ra được 400W. Với hai con chip khuếch đại âm thanh Class D TBA3221 á thì có riêng một con là dành riêng luôn cho một kênh loa siêu trầm như này. Anh em nhìn vào đây này, đây ấy, nó chính là cổng đầu ra của kênh loa siêu trầm. Đây là cái công suất của nó lên đến tận 200W luôn, anh em tha hồ mà kéo loa siêu trầm. Còn một con chip khuếch đại âm thanh còn lại á là dành riêng cho hai kênh loa vệ tinh này, nhiều anh em quen miệng á, gọi là loa mic chép ấy, thì nó sẽ thành loa trái và loa phải như này. Tại vì một con á mà nó chia thành hai kênh loa vệ tinh thì đương nhiên là mỗi một kênh nhé, công suất đầu ra nó cho ra được là 100W. Còn phía bên tay trái ở đây anh em thấy này, sẽ có một cái con chip hệ tích hợp. Nó có tên là MV Silicon BP1048B2. Đây là một con chip tích hợp có luôn bộ thu Bluetooth này
và cả bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số ở bên trong. Cái con này thì chắc chắn là anh em đã quá là quen thuộc, tại vì dạo gần đây ấy, thì nó tức là cái mức độ thông dụng của nó ngày càng nhiều anh em ạ. Nên là mình cũng không cần phải nói quá nhiều về cái con MV Silico này nữa. Kế bên cổng ra loa siêu trầm á, thì có luôn cổng cấp nguồn này. Anh em thấy nó có một cái giải điện áp hoạt động khá là rộng, là từ 12 cho đến tận 32V luôn. Với cái giải điện áp rộng như này thì tha hồ chọn nguồn. Kế bên nó cũng có một cái con gì này, để mình quay rõ luôn cho anh em thấy. Tên của nó là MBR20100CF. Còn đây á, nó là một hàng cuộn cảm lọc xung qua tần đầu ra có thông số 100 Henry, kết hợp cùng với một hàng tụ 105G này để lọc xung cao tần đầu ra. Ở phía trên này anh em thấy này, nguyên một hàng tụ lọc nguồn luôn, 1, 2, 3, 4, 5, 6 con cơ. Cứ mỗi một con này á có mức áp chịu đựng tối đa là 50V và điện dung mỗi con tụ này là 1000 microfarad. Ngay góc này mình thấy có hai cái con đâu, để mình xem tên của nó nào. Mình thấy hai con được mắc song song với nhau luôn anh em ạ. Đó, anh em thấy này, hai con chồng lên nhau như này. Và tên của nó là gì đây? Tên của nó là AP50P04D. Hai con được hàn chồng lên nhau kiểu là song song với nhau ấy, để tăng cái sức chịu đựng của nó lên. Còn ở phía trên mạch này thì mình thấy có hẳn 4 con IC op amp luôn anh em ơi. Tên của nó là gì đây? Tên của con IC op amp này là N5532, một cái loại IC op amp quá là quen thuộc luôn. Và gần như là những cái con linh kiện có trên chiếc mạch này á, thì mình thấy nó cũng rất là thông dụng. Thành ra là việc tìm kiếm và thay thế linh kiện vào nó cũng đơn giản hơn rất là nhiều so với những cái hệ mạch siêu cực kỳ và dùng những con linh kiện hiếm. Đây là con 78M05 này. Nó là hệ ổn áp 5V. Ở góc dưới này cũng có một khối nguồn khác này. Đây là khối hạ áp dùng con IC XL gì nhỉ? Do là nó vướng của tụ này thành ra là nó bị mất nét luôn. XL1509. À, kết hợp cùng với cột cảm 470 Henry này, để tạo thành một cái khối nguồn thấp hơn. Đó, anh em thấy gần như là mình đã sơ lược hết qua những cái thành phần chính, thành phần quan trọng của chiếc mạch này rồi. Và có một cái phải nói rằng á, là mình cực kỳ ấn tượng ở trên chiếc mạch này là đây anh em ơi, anh em thấy gì chưa? Bốn cái chiếc áp nhỏ xíu ở đây nhưng mà nó khiến cho mình cực kỳ ấn tượng luôn. Tại vì sao? Nếu như anh em nào ấy mà đã đam mê cái bộ môn thích tự lắp ráp loa từ lâu rồi ấy, sẽ thấy một điều rằng ấy, là khi dùng một cái mạch khuếch đại âm thanh ấy, mà kết hợp vô tình kết hợp cùng với một cái bộ loa công suất nó nhỏ hơn khá là nhiều so với công suất của mạch âm thanh ấy, thì chắc chắn ấy, lỡ như mà mình vặn lớn cái mức âm lượng ở trên mạch này lẫn trên thiết bị nguồn phát ấy, là một cái điện thoại đi, thì chắc chắn là cái loa nó sẽ bị rè kinh khủng khiếp luôn. Với trường hợp như này á, thì riêng cá nhân mình đã gặp nhiều rồi, và mình chắc chắn rằng á, là nhiều anh em khác cũng gặp phải. Đâu phải ai tìm được một chiếc mạch loa ngon mà cũng đều kết hợp với những bộ loa nó tương đương và nó phù hợp đâu. Căn bản là bộ môn âm thanh thì vốn dĩ là nó đã muôn màu muôn vẻ rồi, nên là kiểu kết nối nó cũng nhiều kiểu lắm, thích kết nối kiểu này kiểu kia các thứ luôn, nên là cũng rất là khó tránh khỏi cái trường hợp là nó không phù hợp. Cũng chính vì thế mà mình mới nói rằng bốn cái chiếc áp này tuy nhỏ nhưng mà nó cực kỳ cần thiết ở trên những cái bộ mạch âm thanh mà chuyên thiết kế dành cho những anh em thích tự lắp ráp loa. Đây anh em để ý kỹ vào này, tuy là dưới mỗi cái núm này á thì đều có ký hiệu hết rồi, nhưng mà mình sẽ nói theo một cái kiểu thuần Việt cho anh em dễ hiểu hơn, và mình sẽ nói theo một cái cách nó đơn giản nhất có thể luôn để anh em có thể nghe phát là hiểu ngay. Đây này, với hai cái núm mà có cái chữ gai á thì nó là hai cái núm gen. Thì mình cứ hiểu theo cách đơn giản thì hai cái núm này á là để giới hạn công suất ra loa. Tại vì nếu như mình mà kết hợp cái chiếc mạch này cùng với một cái bộ loa đấy, công suất nó nhỏ hơn khá là nhiều so với công suất của chiếc mạch này. Thì trong trường hợp á, như mình đã nói là lỡ như mình vặn hết âm lượng ở trên mạch cũng như là ở trên điện thoại á, mình gọi nó là cái nguồn phát âm thanh đi, thì loa nó sẽ bị rè. Rè thì sao? Thì mình sẽ vặn hai núm chiếc áp này theo hướng ngược chiều kim đồng hồ để cho nó nhỏ công suất xuống. Đó, như thế thôi là loa sẽ hết rè ngay luôn. Với hai núm chiếc áp mà mình đang chỉ rõ ràng ở đây này, núm bên này và núm bên này là để giới hạn công suất ra loa. Bao gồm núm bên tay phải này á, có chữ sub gen
là để mình giới hạn công suất ra loa siêu trầm đó. Lỡ như mà anh em kết hợp cùng với một cái loa siêu trầm công suất nó nhỏ hơn khá là nhiều so với công suất của chiếc mạch này á, mà không may mình mở âm lượng lớn quá mà loa nó bị rè, thì anh em cứ vặn nhỏ cái núm này theo cái chiều hướng gọi là ngược chiều kim đồng hồ, thế thôi. Đến khi nào mà anh em cảm thấy vừa đủ, nó phù hợp rồi là ngon lành luôn. Và cả cái núm giới hạn công suất của hai kênh loa vệ tinh nữa, anh em cũng vặn tương tự như bên cái kênh loa siêu trầm này, mình cũng sẽ vặn theo chiều hướng ngược chiều kim đồng hồ. Đến khi nào mà mình cảm thấy vừa đủ ấy, nó ngon lành rồi, thì lúc đấy anh em tha hồ mà vặn hết cỡ cái núm âm lượng ở trên mạch này, cũng như là núm âm lượng ở trên điện thoại ấy. Cứ thế thôi, là mình sẽ không cần phải lo cái vấn đề loa bị rè hay là loa bị hoạt động quá ngưỡng công suất nữa, cứ gọi là dùng vô tư luôn anh em ạ. Bởi thế mà mình mới nói là mình cực kỳ ấn tượng bởi những cái núm này luôn. Còn hai núm còn lại á, có cái chữ cốt này đó, anh em thấy không, có cái chữ cốt á, thì nó là hai cái núm để tùy chỉnh giới hạn tần số cho hai kênh loa là kênh loa siêu trầm và kênh loa bít chép. Anh em thấy này, với cái chữ sub cốt á thì là để giới hạn tùy chỉnh tần số cho kênh loa siêu trầm, còn với TWF cốt á là để giới hạn tùy chỉnh tần số cho kênh loa vệ tinh. Với hai núm tần số này á thì mình cũng tùy chỉnh tương tự như hai núm giới hạn công suất thôi, mình cứ tùy chỉnh làm sao đấy cho nó phù hợp với giới hạn vật lý của loa này cũng như là nhu cầu nghe là được thôi. Đấy, anh em thấy chưa, tuy là bốn cái núm chiết áp này á nó cũng nhỏ thôi, nhưng mà cái sự cần thiết của nó thì mình thấy nó rất là quan trọng luôn. Trước khi gắn ba chiếc mạch này lên trên mặt điều khiển thì mình sẽ sơ lược qua chức năng của những sợi cáp kết nối cũng như là những cổng kết nối có trên mạch luôn. Đầu tiên ấy, với cái sợi dây ngắn ngắn này đây, nhìn phát biết ngay luôn nó là cái anten, thì mình sẽ kết nối nó vào ngay vị trí này để tăng tính ổn định kết nối Bluetooth. Còn kết nối chiếc mạch nhỏ vào chiếc mạch lớn này, thì nó sẽ có hai cổng kết nối, mình cũng sẽ lựa ra hai sợi cáp, một sợi cáp to và một sợi cáp 4 pin như này đây. Riêng cái sợi cáp to thì một đầu của nó sẽ có cái hình thức đảo dây này. Cái đầu nào mà đảo dây ấy, thì mình sẽ tính sau. Còn cái đầu nào mà bình thường ấy, thì mình sẽ cắm nó vào chiếc mạch nhỏ này. Một cái này. Đến cái thứ hai này. Sau đó mình sẽ cắm cái đầu nào mà nó bị đảo dây ấy, vào ngay vị trí này của mạch là đã xong được một dây rồi. Tiếp đến là cái dây 4 pin này, thì mình sẽ cắm nó vào đây. Còn riêng cái chân mà nó có 4 pin á, nằm gần cái cổng nhiều chân này đây, thì nó cũng có luôn cái hiệu. Anh em thấy này, có cái chữ wireless mic, thì đây là cái chỗ để kết nối với cái mạch thu micro không dây ấy. Trong số dây cáp á, cũng có luôn dây cáp để kết nối với mạch thu micro không dây luôn. Nó mình cắm nó vào như này này. Còn đầu còn lại là mình sẽ kết nối vào mạch thu của micro không dây. Tuy nhiên bây giờ mình không có dùng micro không dây, mình sẽ tháo bỏ đi, mình để nó ra ngoài cho nó gọn. Còn với cổng kết nối nhiều chân ở phía trên này á, cũng có luôn cái ký hiệu này, control. Thì đây, mình sẽ dùng nó để kết nối với mạch điều khiển thông qua sợi cáp nhiều chân này. Cả hai đầu của nó đều bình thường hết luôn, mình cắm vào thôi. Một cái này, sau đó đến đầu còn lại này. Đấy, anh em thấy kết nối cái này dễ không? Phải nói rằng là quá đơn giản và quá dễ luôn đấy chứ. Còn riêng hai sợi cáp còn lại ở đây á, thì mình cũng sẽ cắm vào luôn. Cái sợi 4 pin này này, thì nó là để cắm vào đây, ngay cái vị trí này. Tại sao nó lại có đến 4 dây? Là tại vì á, anh em cứ nhìn vào đây, nó có luôn cái hiệu rõ ràng này. Hai cái dây phía dưới này á, là để cấp nguồn âm dương cho cái đèn LED ở trong cái công tắc á. Nếu như anh em nào mà thích cái công tắc mà nó có đèn LED, khi bật lên nó sáng á, thì mình chỉ cần dùng hai cái dây âm dương có cái chữ LED này, mình hàn vào cực âm dương của đèn LED có trên công tắc là xong. Tuy nhiên cái công tắc này á, có sẵn thì không có tích hợp đèn LED, nên là nó chỉ có 3 chân thôi. Còn với loại nào mà có đèn LED á, thì nó sẽ có tới 4 chân luôn. Còn lại là hai chân có cái hiệu SVK á, thì nó chính là hai chân tiếp điểm đóng mở công tắc là đây. Đấy, anh em cứ nhìn vào ký hiệu là biết ngay chức năng của từng dây rồi. Còn lại với dây cáp 3 pin này, thì mình sẽ cắm nó vào đây. Mục đích của nó thì cũng có luôn ký hiệu rõ ràng ở đây rồi. Cái chữ VBAT thì nó chính là cực dương của pin.
hay là bình ắc quy. Còn với cái chân mà có chữ G là giờ thì nó sẽ là cực âm của pin. Còn riêng cái chân giữa nó có cái chữ V line này thì mình bỏ đi, mình không có dùng đến, mà chỉ dùng đúng 2 dây ngoài cùng thôi. Với hai sợi dây này á là mình sẽ đấu trực tiếp vào cái nguồn cấp. Tới đây á, mình chắc chắn luôn là nhiều anh em đang thắc mắc rằng á, tại sao lại phải có cái dây báo phần trăm pin R như này mà không tích hợp luôn trên mạch cho nó tiện đi, mà lại phải có cái dây R như này cho nó bất tiện. Là tại vì như thế này anh em ạ, anh em nhìn vào đây, ngay cái vị trí cấp nguồn này thì cái giá điện áp hoạt động của nó khá là rộng luôn, từ 12 cho đến 32V, nên là sẽ có nhiều anh em có cái tùy chọn dùng nguồn khác nhau. Có người á thì dùng bình ắc quy 12V, có người thì dùng pin 5S chẳng hạn. Này nếu như á mà anh em dùng bình ắc quy 12V cấp vào đây á thì có thể là nó sẽ không có tối ưu cho công suất, nên là anh em sẽ dùng thêm một cái mạch tăng áp á, để mà tăng mức áp từ 12 lên 30V để cấp vào cái mạch này. Nhưng nếu như á mạch mà tích hợp sẵn luôn cái khả năng báo phần trăm pin á thì chắc chắn là nó sẽ rất khó để biết được anh em dùng cái nguồn nào, hoặc là có dùng qua tăng áp hay không. Và nếu như cứ lấy điện áp ở đây ấy, thì chắc chắn là nó sẽ không chính xác rồi đó. Tại vì cái mức áp 30V lúc này ấy, nó là cái mức áp được tăng áp lên từ chiếc mạch tăng áp, chứ không phải là mức áp thực của bình ắc quy, nên là nó sẽ báo phần trăm không chính xác nữa. Cũng chính vì thế mà mới cần phải có cái dây đọc phần trăm pin R như này để đấu trực tiếp vào hai cực âm dương của bình ắc quy ấy, thì như thế nó mới chính xác được. Nếu mà nó chính xác hơn á thì mình sẽ đấu vào hai cực âm dương trước mạch tăng áp thì nó sẽ đọc được phần trăm chính xác luôn. Chứ còn nếu như mà đấu sau mạch tăng áp á, tức là mình đấu trực tiếp ở hai cực này này, thì nó sẽ không còn chính xác nữa. Tại vì cái mức điện áp lúc này á là mức áp đã được tăng áp rồi thì nó không còn chính xác nữa. Chỉ với trường hợp á mà anh em dùng áp trực tiếp là 12V cấp thẳng vào đây này và không thông qua bất kỳ một cái mạch tăng áp nào thì anh em có thể đấu trực tiếp luôn 2 dây vào đây cũng được. Hoặc là với trường hợp mà anh em dùng một cái khối pin 5S á, thì anh em cũng có thể gắn luôn 2 dây trực tiếp vào đây cho nó tiện, chứ không cần phải lằng ngoằng nữa. Chỉ với trường hợp mà anh em dùng một cái mạch tăng áp á, thì mới cần phải đấu trực tiếp hai cái đầu dây này vào hai cái đầu cực của pin thôi, hoặc là bình ắc quy. Chứ còn nếu như mà anh em không có dùng mạch tăng áp á, thì có thể đấu trực tiếp luôn vào đây cho nó tiện. Tuy nhiên á, là anh em cũng cần phải lưu ý để cho nó báo chính xác á, thì anh em cần phải khai báo cho nó biết được là mình dùng cái nguồn có mức áp giới hạn là bao nhiêu. Ở đây này có luôn một cái bảng và cái tiếp điểm để mình có thể khai báo cho nó biết á. Căn bản là mức áp á, cũng như là mức nguồn thì nó có nhiều giới hạn khác nhau, nên là mình cũng cần phải khai báo cho nó biết để cho nó thể hiện được chính xác cái phần trăm năng lượng bên trong pin của mình. Nếu như anh em dùng khối pin 3S á thì sẽ hàn dính 2.3S lại. Còn nếu như anh em dùng khối pin 8S á thì sẽ hàn 2.8S này dính lại với nhau này. Mặc định bây giờ thì nó đang ở cái điểm 4S này, thì nếu như anh em dùng 5S hoặc là 6S á thì mình chỉ cần tháo cái 4S này ra cho nó trống, rồi sau đấy hàn vào điểm 5S nếu như anh em dùng 5S. Chỉ cần như thế thôi là mình đã khai báo thành công cho cái mạch này biết là mình dùng cái nguồn gì, là nó có thể báo chính xác được phần trăm năng lượng còn trong pin hoặc là bình ắc quy luôn. Cứ thế là mình tiến hành lắp luôn ba cái mạch này lên trên mạch điều khiển. Đi kèm theo bộ mạch á, thì mình thấy có hẳn hai loại bút xốp, một cái to và một cái nhỏ. Mình sẽ lấy cái nhỏ để mình quấn lên trên hai cái hộp nhựa này để cho nó kín hơi. Cái này mình cũng chưa rõ là quấn như thế nào cho nó hợp lý đây. Thôi thì mình sẽ quấn bừa luôn đi. Cứ quấn làm sao mà nó có thể giữ kín hơi là được. Sắp xong rồi anh em ơi. Bây giờ mình cắt góc này, rồi sau đấy mình ép nó xuống thôi là xong rồi. Quá là đơn giản cho cái bộ môn dán bút xốp này. Ngon lành. Rồi bây giờ mình tiến hành kết nối cái mạch nhỏ này vào cái mặt điều khiển phía sau. Cứ thế là mình gắn nó vào thôi. Ô sao mình thấy nó cấn cấn nhỉ. À đây rồi anh em ơi. Còn cái chỗ này nữa, nó hơi thừa tí này, nên là nó bị cấn. Thì mình sẽ lấy cái kìm ấy, mình cắt nó đi thôi. Tuy là đã cắt rồi nhưng mà nhìn nó vẫn hơi gồ lên tí này, thì mình sẽ dán luôn cái miếng mút xốp này vào để cho nó đảm bảo được cái độ kín luôn. Sau đấy mình cho nó thêm một đường nữa đi, theo cái đường thẳng của mạch này, từ phía đầu bên này sang đến đầu bên này luôn. Cứ thế là mình
cho nó vào cái mặt điều khiển phía sau này. Lúc này thì nó hơi gọi là lấn cấn một tí. Để xem là dùng con ốc nào nó sẽ phù hợp đây. Khả năng cao là con này anh em ạ. Đấy, anh em thấy hợp lý chưa? Mình sẽ dùng con này để kết nối giữa mặt điều khiển phía sau và mạch nhỏ. Có cả long đền nhựa luôn này. Đó. Cái này nó dày đấy nhỉ. Vậy khả năng nó không phải là long đền nhựa để mà nằm ở sát vị trí cuối ốc đâu, mà có thể là nó dùng để chêm giữa mặt điều khiển và mạch ấy. Thế là bây giờ mình sẽ cho ốc vào trước, rồi sau đấy mình mới cho cái long đền nhựa này vào này. Đó, rồi cứ thế là mình gắn vào thôi. Còn qua bên này nữa. Thế là xong phần này. Còn riêng cái núm chiết áp á, thì mình sẽ cho cái long đền vào và vặn một con ốc vào. Thế thôi. Là coi như xong ngay. Còn cái núm sọc sọc đâu rồi nhỉ? Đây, có riêng lẻ một cái núm như này thì mình cũng sẽ chụp nó vào thôi. Đấy, anh em nhìn có đẹp chưa? Quay trở lại với cái hộp nhựa này thì mình sẽ gắn nó vào đây. Đó, anh em thấy nó hợp lý chưa? Quá hợp lý đi chứ. Mình lắp đến phần mạch chính này. Do là cái mạch ấy, nó còn cái phần thừa. Đây là mình sẽ dùng một cái kềm ấy, mình bẻ nó đi là được. Đấy, anh em thấy ấy, chỉ cần mình dùng một tí lực thôi là nó sẽ ra ngon lành luôn. À mà quên mất, ngay vị trí này ấy, mình cũng cần phải dán thêm mút xốp vào để cho nó đảm bảo được cái độ kín. Thôi như này mà còn không kín nữa thì thôi luôn, không biết nói gì luôn anh em ạ. Mình mới vừa gá tạm hai con ốc vào để nó được cái trạng thái như này. Tuy nhiên là mình vẫn chưa có siết cứng ốc á, tại vì mình chưa gắn dây luôn. Bây giờ để mình gắn dây vào đã. Rồi sau đấy mình sẽ siết cứng ngắc cố định lại luôn. Với dây nhỏ này thì mình sẽ cắm nó vào cái vị trí này. Còn với cái dây to thì một đầu mà nó bị đảo dây á là mình sẽ cắm vào mạch ngay cái vị trí này đây. Còn với cái đầu nào mà nó bình thường này, không có bị đảo dây, thì mình sẽ cắm nó vào cái mạch nhỏ này. Đấy, anh em thấy dễ không? Lắp ráp mấy cái này thật sự là quá đơn giản luôn, gần như ai cũng có thể tự làm được. Tuy nhiên tới đây thì vẫn chưa xong hẳn cái mặt điều khiển phía sau này, mà vẫn còn một cái cổng cấp nguồn 220V này, kèm theo một cái cổng DC nữa. Mình cũng sẽ lấy ra để mà lắp vào cho nó hoàn chỉnh luôn cái mặt điều khiển phía sau đi. Rồi sau đấy mình mới tiến hành đến cái mặt điều khiển phía trước. Đấy, vừa khớp luôn. Nhưng mà cái này nếu như mình mà không dán mút xốp vào á thì chắc chắn 100% nó sẽ bị xì hơi. Nên là mình cứ dán vào cho nó kỹ luôn. Cái này chắc là mình cũng không cần phải quá thẩm mỹ đâu. Nên là mình cứ dán bừa đi. Cứ miễn sao ấy, nó kín hơi là được. Còn đẹp hay không thì tính sau nha anh em. Tạm thời hợp lý rồi. Mình sẽ cho nó vào đây. Đấy, tới đây là đã ra hình ra hài rồi anh em ơi. Nhìn trông đẹp chưa? Mặt sau này, còn mặt trước này. À, nhìn cũng cứ gọi là hợp lý luôn. Cái mặt trước này được khắc bằng laser này. Nên là nhìn nó cứ gọi là nét căng luôn. Anh em nào mà dùng những cái sản phẩm mà được khắc laser á, chắc chắn là đã biết rồi. Khi mà anh em nhìn trên màn hình nhá, thì cảm giác là nó hơi bóng lưỡng, nó kiểu ảo ảo. Nhưng thực tế nhìn bên ngoài thì nó đẹp lắm. Do là mình đang quay phim ấy, mình có nhiều cái hệ thống đèn nó đang trợ sáng, nên là nó đánh sáng vào, nhìn nó kiểu hơi bóng lưỡng thôi. Nhưng thực tế thì nhìn nó nhám nhám á. Mình mới dán luôn hai miếng mút xốp lên trên hai hàng lỗ này để cho nó kín hơi triệt để. Và cả chiếc mặt điều khiển này á, mình cũng đã gắn luôn cái phần khung nhựa vào này. Đó, anh em thấy. Bây giờ cứ thế là mình gắn cái mạch điều khiển lên trên cái mặt điều khiển thôi. Tuy nhiên lúc đầu á, mình cũng đã có thử gắn cái nút công tắc và tắt nguồn này vào này. Tuy nhiên là nó hơi ngắn anh em ạ. Nó thật sự là nó hơi ngắn. Lúc đầu á, là mình gá cái mạch này vào rồi, mình gắn vào á thì nó ngắn quá, mình không thể nào vặn được như này. Anh em thấy này, là cái phần răng nó nằm tiếp bên dưới cơ, nó không có vừa. Kể cả là mình nhấn xuống hết cỡ luôn á, nó cũng không có gắn được cái con ốc này vào. Và sau đó là mình cũng đã thay đổi sang cách khác, là mình vặn cái con ốc này vào trước này, rồi sau đó mình mới gắn cái mạch điều khiển này vào. Tuy nhiên thì nó lại bị cấn vào ngay cái phần nhựa này anh em ạ. Đó, cấn vào ngay cái vị trí này. Thành ra là mình gắn vào ấy, nó cứ bị đôn lên ấy.
nó không thể nào khít được cái vị trí này. Nên là thôi, tạm thời mình cứ bỏ cái nút công tắc này ra đi. Và sau đấy mình sẽ từ từ mình tìm ấy, mình mua cái công tắc khác nó dài hơn để có thể gắn được một cách chính xác và nó tối ưu. Tạm thời mình cứ gắn trước cái mạch điều khiển này lên trên cái mạch điều khiển, còn cái phần công tắc mình tính sau cũng được. Đây ấy, nó là bốn cái nút nhấn này, mình sẽ lấy nó ra và gắn vào bốn cái nút nhấn có trên mạch. Một cái rồi, hai cái này, ba cái này, tiếp đến cái thứ tư đấy. Cứ thế là mình ụp nó vào cái mặt điều khiển thôi. Đấy, anh em thấy không? Mình dán mút xốp vào phát là nó sẽ kín hơi một cách triệt để luôn. Đến bước cố định mạch nữa thôi là xong rồi anh em ơi. Cố định mạch á, thì mình cứ cho từng cái long đèn vào từng cái núm vặn này, rồi sau đấy mình siết ốc vào thôi là nó cứng ngắc luôn đấy. Đảm bảo rằng là nó sẽ cứng ngắc hết bên cái phía mà có nút nhấn này. Còn riêng phía bên này á thì mình cần phải mua cái công tắc khác, tìm một cái công tắc khác nó dài hơn. Mình siết ốc phát là bên này nó cứng ngắc và đảm bảo kín hơi luôn. Đấy anh em thấy không? Chỉ cần như thế thôi là đã gần như hoàn thiện được cái bộ mạch âm thanh có tích hợp karaoke rồi. Đặc biệt đây nó lại là hệ mạch 2.1 nữa. Tha hồ mà thỏa đam mê luôn anh em ơi. Sau khi lắp vào hết rồi mới để ý anh em ạ. Cái núm này kiểu như họ in bị lệch tâm rồi này. Năm ra nhìn cái núm nó bị lệch hẳn sang bên này luôn anh em ơi. Đó, anh em nhìn này. Nhìn trông nó cứ tiếu tiếu, ngộ ngộ ấy. Đó, cái này là cái nhược điểm mình đã thấy rồi. Còn đây á, nó là cái thùng loa siêu trầm vi tính mình tận dụng lại á. Thực tế là nó đã bị hỏng cái mạch công suất bên trong rồi. Mình chỉ tận dụng lại đúng cái củ loa siêu trầm với lại cái thùng loa thôi. Và mình đã nối thẳng dây từ trong cái củ loa ra ngoài này. Đó, để mình nối vào cái mạch loa kia. Đây, anh em thấy này. Cái dây nguồn là mình đã tháo bỏ rồi. Căn bản là cái phần mạch công suất bên trong là nó đã hư hoàn toàn rồi. Mình chỉ tận dụng đúng cái thùng với lại cái củ loa thôi. Còn đây là cặp loa Buxell của thương hiệu Jamo. Mình sẽ sơ lược qua thông số của nó này. Công suất mỗi thùng loa này á, là 50W và trở kháng là 8 ohm. Một cặp loa Buxell. Còn nguồn cấp á, là mình sẽ dùng luôn một cái khối pin của máy siết bu lông. Mức áp ra của nó sẽ là 20V. Bây giờ mình sẽ cho anh em thấy được cái sự khác biệt giữa khi mà chưa có loa siêu trầm ấy với lại khi có loa siêu trầm vào thì nó sẽ khác nhau như thế nào. Hiện tại bây giờ là mình đã tháo cái loa siêu trầm ra rồi. Cứ thế là lên nhạc thôi để anh em thấy được cái sự khác biệt rõ ràng. Đó. Bát nó hơi yếu. Bây giờ mình sẽ gắn loa siêu trầm vào. Đấy, anh em thấy được cái sự khác biệt chưa? Nó trầm hẳn luôn. Có bao yêu thương anh này cũng trao cho em rồi. Dẫu biết em chưa bao giờ để ý, cứ loay hoay theo từng cảm xúc mãi xoay vào mình, chẳng thể nào mà thoát ra dòng suy nghĩ. Nụ cười duyên dáng, ánh mắt hiền hòa, mỗi khi cười là anh như chút lần. Ngồi bên em nghe gió ru em đêm, ngồi bên em mưa rơi không ướt vai. Những kỷ niệm, những nụ cười, anh vẫn mong đừng vội tan biến. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót xa đôi ta mau chia lìa. Đời sống bao nhiều đắng cay, cuốn trôi mau biết đâu. Mỗi khi cần anh nhẹ ôm lấy anh.
cho anh yêu một lần thôi, cho anh khóc một lần thôi, để anh biết những buồn vui. Mơ cho anh mơ một lần thôi, cho anh đau một lần nhớ, nước mắt đây sao vẫn rơi. Bây giờ mình sẽ thử sang karaoke anh em nhé. Mình sẽ vặn cái đốm reverb này lên hết cỡ luôn là nó sẽ ảo như này đây. Anh em thông cảm giúp mình nhá. Mình mới vừa bê cái bàn vào trong nhà anh em ạ. Ngoài trời vẫn đang mưa rơi rơi. Thôi trời luôn này. Mình hát được bao nhiêu thì hát. Tại vì mình dính một quyền. Có nói lời yêu đâu mà người ta sẽ thấu. Cứ giấu rồi ôm nỗi niềm trằn trọc đêm thâu. Thật ra anh cũng có đôi ba tư lòng tầm đứng trước gương để nói yêu em mà sao khó quá đi. Thật hạnh phúc, thật ý nghĩa khi thấy em cười mỗi lúc bên người, yêu thương như gió và mây. Từng lời nói nguyện yêu mãi, yêu đến bất tận. Thật đẹp biết bao, dẫu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thương con tim ngủ mê bao ngày. Thật bối rối, mỗi khi em yêu hơn rồi. Chiều một mình, trên phố năm xưa, lạc bước xưa đến đông người. Rồi một ngày, em bỗng đi qua, sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta không rời. Con thuyền không còn xa bên, con thuyền không còn theo sóng, mai xa mù khơi. Kết quả âm thanh như thế nào thì đã quá là rõ ràng thông qua cái màn thử nghiệm vừa rồi. Còn về cái phần cứng á thì mình chưa hài lòng ở chỗ này anh em ơi. Đó, chỗ này nó hơi bị lệch này. Với lại bên cái hộp nhựa này thì mình thấy là nó hơi dày. Nên là khi mình gắn vào, kể cả mà có cái công tắc á siết cứng ngắc vào thì cái nút nhấn này này, bốn cái nút nhấn này nó cũng không có thò ra ngoài được bao nhiêu. Là cái thao tác nhấn nó cũng hơi khó, trừ phi là móng tay phải dài ấy, nhấn nó mới dễ dàng được. Cái này mình có thể khắc phục bằng cách là tháo cái hộp nhựa này ra, mình mài mòn đi mất khoảng 1mm là nó sẽ có thể thò được cái nút này ra này. Đó, anh em thấy không, cái hộp nhựa nó đúng là hơi dài thật đấy, nó còn dư ra một khúc luôn. Đúng ra là nó bằng với cái mặt phẳng của cái chiếc áp này là được này. Đó, trong khi đó thì nó lại dài hơn khoảng 1 ly, nên là mình cứ mài đi mất khoảng 1 ly là nó vừa đẹp luôn, vừa hợp lý luôn, mà mình cũng có thể nhấn cái nút này dễ dàng nữa. Đó chính là cái nhược điểm phần cứng mà mình thấy được. Còn về chất lượng âm thanh ấy, cũng như là chất lượng karaoke thì mình thấy nó đã phù hợp với cái giá thành rồi. Cái bộ mạch âm thanh này thì giá của nó cũng không hẳn là quá đắt mà cũng không hẳn là quá rẻ, nó cũng ở mức vừa vừa, nhưng mà cho ra được cái chất lượng âm thanh như thế là mình thấy hợp lý rồi. Tuy nhiên cái kết quả cho ra thì nó còn phụ thuộc vào cái cách mà mình kết hợp với loa nó cơ anh em ơi. Tại vì nếu như mình đi mà có một cái bộ mạch loa nó xịn sò đến cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà mình kết hợp với một cái bộ loa chất lượng nó không được tốt ấy, nó kém, thì chắc chắn là cái chất lượng âm thanh cho ra nó cũng sẽ kém luôn. Đó là điều đương nhiên rồi. Ở đây anh em thấy đây, cái bộ loa này là bộ loa Buxel Jamo. Cái chất lượng của nó cũng không phải là quá xịn dò gì đâu, mà nó chỉ gọi là mức vừa vừa thôi. Nó không phải là quá xịn mà nó cũng không hẳn là quá dở, mà nó ở mức vừa vừa ấy. Nên là nó mới cho ra được cái chất lượng âm thanh như thế. Còn nếu như mình mà kết hợp cùng với bộ loa nó xịn hơn thì đương nhiên là cái chất lượng âm thanh cho ra nó cũng sẽ tốt hơn. Khi mà anh em có kết hợp thì cũng cần phải đặc biệt chú ý đến bộ loa nha anh em. Tại vì mình thấy có rất là nhiều trường hợp là anh em mua những cái mạch loa xịn về, sau đó kết hợp với những cái bộ loa kiểu như tận dụng lại loa cũ, hoặc là những cái bộ loa mà chất lượng nó chưa được tốt ấy, cuối cùng nó cho ra cái chất lượng âm thanh tệ, thành ra là anh em đánh giá luôn là cái mạch nó dở. Đó, cái đó là một cái nó không được hợp lý nha anh em. Nên là suy cho cùng một khi mình mà đã dùng mạch tốt đi, hoặc là mình muốn âm thanh hay thì cái quan trọng mà mình cần phải chú ý đầu tiên là loa. Loa này là nó phải có chất lượng tốt một tí, đừng quá dở là được. Hoặc là dùng những bộ nào nó vừa vừa giống như mình này là hợp lý luôn. Và kèm theo đó là anh em phải dùng một cái nguồn nhạc ấy, tức là cái bài nhạc nó phải hay nữa thì nó sẽ cho ra kết quả tốt. Chứ còn nếu như mà loa hay rồi mạch hay nhưng mà nhạc nó không được hay thì kết quả cho ra nó cũng không tới đâu anh em ạ. Đó, căn bản là âm thanh nó là muôn màu muôn vẻ và nó phải đồng bộ từ đầu đến cuối thì nó mới cho ra được một cái trải nghiệm tốt. Video tới đây thì cũng đã khá là dài rồi.
Nếu như anh em nào mà có quan tâm đến cái bộ mạch âm thanh này cũng như là tất cả những thứ có trong video của mình ngày hôm nay, mình cũng sẽ để đầy đủ các đường link tham khảo mua hàng ở trong phần mô tả video. Còn bây giờ mình xin kết thúc video tại đây. Anh em mỗi người hãy dành tặng mình một like và nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Xin chào anh em.